Hiện tại rất đông bà con đang đến đền thờ cầu ngư ở Long Thủy để mà dự lễ cầu ngư. Đây là những nghi thức phần lễ
Tí nữa là có những cái nghi thức phù bá trào ở đây. Tập trung rất là đông người luôn. Ban tổ chức xin thông báo. Hiện tại bà con đang tập trung tại khu vực trước ngư ông, cái chỗ đền thờ rất là đông này các bạn. Đây là các bạn nhỏ chuẩn bị là múa, là mấy đứa là múa gì mấy đứa? À, múa chèo hả? Hồ bá trạo đúng không? À, hồ bá trạo. Mấy đứa học lớp mấy rồi? À, lớp 6, lớp 4. À. Rất là nhiều các bạn nhỏ sẽ chuẩn bị là múa hồ, gọi là hồ bá trạo nè các bạn. À. Cái khu vực đây là không được ngồi, đợi để chúng ta lùi ra đây. Đây là khu vực biển Long Thủy ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Nơi các bạn thấy rất là nhiều những tàu thuyền đang neo đậu ở ngoài khơi. Một bãi biển rất là đẹp. Bà con tập trung rất đông để chuẩn bị xem nghi thức chèo hồ bá trạo diễn ra tại ngay khu vực sân khấu chính. Đây là hồ bá trạo đúng không? Hồi giờ là múa ở đây là mấy năm rồi? Ê, ý là con múa ở đây mấy năm rồi? Mới năm nay hả? À, lần đầu luôn hả? À. Thank you.
Oh.
Hồ Bá Trạo cũng đã kết thúc. Sau đây sẽ là những tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin theo mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng bà con nhân dân. Hôm nay sẽ diễn ra rất là nhiều những hoạt động khác để xem lễ hội cầu mưa đập thành công.